Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề 5 cách chống muỗi không dùng hóa chất. Thưa quý vị và các bạn, muỗi là loài trung gian truyền bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, quý vị có thể đuổi muỗi không những an toàn với con người mà còn rất hiệu quả bằng cách dùng các loại hương thơm, tinh dầu dễ kiếm. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn 5 loại tinh dầu giúp đuổi muỗi hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi cẩn trọng khi dùng thuốc diệt mũi mũi đốt có thể lây lan một số bệnh như sốt rét sốt vàng da viêm não trong thời gian gần đây dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh đây cũng chính là lời cảnh báo mọi người phải phòng ngừa và tiêu diệt mầm mống gây bệnh này thực tế để chống mũi bạn có thể dùng các loại thuốc chống côn trùng trên thị trường tuy nhiên trong những năm gần đây ngày càng xuất hiện nhiều mối lo ngại xung quanh tác dụng phụ của các loại thuốc chống côn trùng với sức khỏe đặc biệt là thuốc có chứa chất n n 13 13 methylbenzamide hay còn gọi là DEET. Các loại hương thơm tinh dầu giúp đuổi muỗi, tinh dầu hoa oải hương. Hương hoa oải hương được biết đến như một chất chống mũi và các loại côn trùng khác hiệu quả. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Hiệp hội Kiểm soát Mũi Hoa Kỳ năm 2002 phát hiện, hương hoa oải hương có hiệu quả trong việc đuổi các loài muỗi trưởng thành. Ngoài ra tinh dầu hoa oải hương còn có tác dụng giảm đau, sát trùng và làm dịu các vết côn trùng cắn. Bạn có thể dùng tinh dầu hoa oải hương theo các cách sau để ngừa muỗi cắn. Áp dụng một vài giọt tinh dầu hoa oải hương lên da, tốt nhất nên thử một giọt lên da xem có bị kích ứng không trước khi xoa lên da. Nhỏ một vài giọt tinh dầu oải hương vào các quả bông đặt chúng ở nhiều vị trí trong nhà để ngăn chặn muỗi côn trùng xâm nhập vào nhà. Ngoài ra bạn có thể trồng hoa oải hương trong vườn hoặc trong nhà để đuổi muỗi. <laughs> dùng tinh dầu quế đuổi muỗi, một nghiên cứu năm 2004 được công bố trên tạp chí Hóa học nông nghiệp và thực phẩm Mỹ cho biết, tinh dầu quế được xem là một loại thuốc trừ sâu thân thiện với môi trường. Nghiên cứu cũng chỉ ra dầu quế có khả năng diệt đuổi muỗi hiệu quả. Cách dùng tinh dầu quế đuổi muỗi thêm một phần tư muỗng cà phê dầu quế vào một ly nước, lắc đều, đổ dung dịch vào bình xịt, xịt dung dịch lên quần áo, quanh nhà và bất cứ nơi nào muỗi dễ vào. Ngoài ra bạn có thể trộn một ít dầu quế và các loại dầu khác với tỷ lệ 1:4, sau đó trà sát lên da để ngừa muỗi đốt. Nếu có dấu hiệu kích ứng nên rửa bằng nước, tuyệt đối không dùng dầu quế ở dạng cô đặc, nguyên chất vì nó có thể gây kích ứng da. Tinh dầu bạc hà, tinh dầu bạc hà được xem là một chất chống muỗi và các loại côn trùng hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên tạp chí châu Á Thái Bình Dương, nhiệt đới sinh y học phát hiện tinh dầu bạc hà có hiệu quả trong việc chống và đuổi muỗi. Cách dùng tinh dầu bạc hà đuổi muỗi rất đơn giản, bạn có thể thoa một vài giọt dầu bạc hà lên một số điểm trên da hoặc quần áo để chống muỗi. Tinh dầu xả, Xả được xem là thảo dược tự nhiên chứa chất citronella giúp ngăn ngừa và đuổi muỗi hiệu quả. Nếu không có tinh dầu, bạn có thể dùng xả tươi, trà sát trực tiếp lên da để đuổi muỗi. Lưu ý, trong hầu hết các trường hợp, hương thơm tinh dầu hoạt động như một chất chống muỗi tự nhiên hiệu quả. Nhưng chúng có thể không an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên sử dụng bất kỳ loại tinh dầu nào đuổi muỗi nếu chúng gây kích ứng da. Tinh dầu bạch đàn chanh, đây là loại tinh dầu được sử dụng từ những năm 1940 là một trong những chất đuổi muỗi tự nhiên hiệu quả. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC phê duyệt, tinh dầu bạch đàn chanh có tác dụng như một thuốc chống muỗi hiệu quả. Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng tinh dầu bạch đàn chanh 32% có tác dụng bảo vệ trong 3 giờ với hiệu quả chống muỗi lên đến 95%. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của Đại học Florida đã cảnh báo không nên sử dụng loại tinh dầu này cho trẻ em dưới 3 tuổi một số cách chống muỗi khác tránh ra ngoài vào thời điểm lúc muỗi đi kiếm ăn như lúc bình minh và hoàng hôn, ban đêm để giảm nguy cơ bị muỗi đốt quần áo sẫm màu thường thu hút muỗi nhiều hơn so với quần áo sáng màu do vậy nên mặc đồ sáng màu để tránh thu hút muỗi loại bỏ hoặc xử lý những nơi có chứa nước động xung quanh nhà để tránh cho muỗi có nơi sinh đẻ quý vị và các bạn thân mến thiếu vitamin D cơ thể dễ bị ung thư hơn sẽ là nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.